tất cả mọi người nhé. Hôm nay mình làm clip để chung tay với Covid-19 nhé. Hôm nay mình làm clip này mình sẽ dành cho những người xa quê. Trong cái mùa Covid này là xa quê là không về nhà được. Mình sẽ làm một cái clip, mình sẽ ghi tất cả là các cái khung cảnh ở trong cái làng của mình để dành cho những anh em đi làm ăn xa, là trong cái mùa Covid 2019 này không về nhà được. Và mình hôm nay mình sẽ đi quay các cái cảnh ở trong làng để đưa cho các bạn cùng xem, cùng nhớ lại quê hương của mình nhá. Và bắt đầu mình sẽ đi khắp các nẻo đường cũng như là trong cái làng của mình. Và bây giờ mình sẽ đi nhá các bạn nhá. Mình đang đứng ở cổng nhà văn hóa thôn mình và bây giờ mình sẽ vào trong đấy để xem nhà văn hóa của thôn mình có những cái gì nhé các bạn nhé. Nào, chúng ta vào nào. Đây, cái sân khấu này được làm từ năm 2011 đấy các bạn nhé. Và bây giờ năm nay đã là 2020 rồi. Ở phía dưới này là sân vận động nha các bạn nhé. Đây, sân bóng đá của thôn của mình. Đây. Nhà văn hóa của mình cũng được trồng cây xanh bao quanh sân nhà văn hóa này tạo cái cảnh quan cũng như là bóng râm mỗi khi là có dịp lễ Tết tổ chức giải bóng đá hay là bóng chuyền ở khu vực là cũng được tổ chức ở cái sân của nhà mình này nhiều. Đấy, sân của văn hóa của làng mình này. Đây, cũng trang trí cờ, loa, phong thanh để phát thanh cho làng. Và đây là nhà văn hóa thôn. Ở đây là nhà văn hóa của thôn mình nha mọi người. Đây, nhà văn hóa của thôn cũng được làm từ năm 2011 và đến nay cũng đi và sử dụng đã gần 10 năm rồi các bạn ạ.
Đây là nhà văn hóa của mình, lại có một cái cây xanh nha các bạn nhé. Cây xanh để ở ngay chỗ sân luôn, mọi người đi họp hay là làm cái công tác gì ở chỗ nhà văn hóa này, ở dưới cái bóng cây xanh này rất là mát luôn các bạn ạ. Tiếp tục là vào làng của mình nha các bạn nha. Làng của mình rất là rộng cho nên là mọi người nha, làng mình nói chung là công việc thì làm rất là nhiều, có người làm nông, có người làm nghề đan lát đủ các loại. Xin chào anh nhá. Đây các chị này sẽ là đan lát này. Đây, chào mọi người đi chị ơi. Chào tất cả mọi người nhá. Dân của làng mình người. Rất là rộng luôn, bao quanh đồng ruộng các bạn ạ. Đây mọi người, đây là đầu làng mình nhá. Làng mình được bắt đầu từ bà làng là có cái đường cầu qua
Đây giới thiệu với mọi người, đây là cái hồ lớn nhất, hồ thủy lợi lớn nhất của cái xã của mình đấy. Để tưới cho tất cả các đồng ruộng của xã mình. Và cái hồ này được nhà nước làm bê tông từ dưới lên đến trên mặt này luôn các bạn ạ. Đấy. Đây là chỗ cống của cái hồ thủy lợi này. Cái nhà người ta để làm van để thả nước xuống tưới ruộng cho tất cả bà con nông dân ở bên dưới này. Phía bên dưới này là toàn là ruộng lúa với là hoa màu của người dân của chỗ xã của mình. Đây nha mọi người nhá. Đây ở trên này, trên cao là bao quát hết tất cả là toàn bộ cái thôn của mình cũng như là cái xã của mình ở dưới. Đây, ở trên này là cái hồ thủy lợi là cái điểm cao nhất. Đây mọi người. Đây. Bà con dân ở đây cũng thả cho bò ở dưới này. Đây các bạn xem. Rất là nhiều luôn. Châu bò với là gia súc các loại. Đây, trên này là hồ thủy lợi. Hồ thủy lợi của xã mình là cũng rất là nhiều cá luôn các bạn. Mùa này nó cũng cạn nước cho nên là không được đẹp mấy. Đây là cái van xả nước nhé các bạn. Đấy, người ta tiểu tiết nước trong này luôn để thả nước tưới xuống bên dưới cho bà con nông dân ở bên dưới.
đang là sóng Khang nha các bạn nha. Đây là nhà văn hóa sóng Khang nha các bạn nha. Trong mùa Covid này là đài phát thanh của làng tuyên truyền rất là nhiều về Covid-19. Giới thiệu với mọi người, đây là một cái hồ nữa của xã của mình nha, xã Bắc Sơn của mình nha. Đây là hồ Chào các bạn ạ. Đây hồ này cũng được nó sẽ hẹp hơn cái hồ ở trên. Hồ trên rộng hơn, hồ này thì nhỏ hơn các bạn ạ. Đấy. Cũng là để lấy nước thủy lợi tưới tiêu cho các cái đồng ruộng ở bên dưới nhé các bạn nhé. Bởi vì là xã của mình là xã nông nghiệp mà. Và cũng tất cả các cái đây, bên dưới này là sóng Chào. Và lúc sáng thì mình ở mặt bên kia của cái dãy núi đá này, và bây giờ thì ở cái sóng Chào này là ở mặt đằng sâu đây, cả đây mọi người nhé. Đây là sóng Chào nhé các bạn nhé, đang ở sóng Chào. Đây là mặt sâu của cái núi đá nhá. Mặt trước thì ở bên xóm của nhà mình. Đây là mặt sâu nhá mọi người. Mặt sâu này là ở mé sông Chào nhá.
nhà đình nhá mọi người nhá. Đây là cái bãi mà để hàng năm tổ chức cái lễ hội. Bãi của lễ hội rất là rộng, mênh mông luôn các bạn ạ. Đây. Đây, sau một thời gian là mình đi lòng vòng của các xóm, bây giờ là đến Đình Khênh rồi các bạn nhé. Đây là điểm du lịch văn hóa của xóm nhà mình nhé các bạn nhé. Mà bây giờ là mùa Covid cho nên là vừa rồi này cũng không tổ chức cái gì năm nay, là do cái chỗ dịch bệnh cho nên là mọi người cũng cùng chung tay với nhà nước cũng như là chính phủ và sẽ gần đến là không tổ chức sự kiện đông người. Và mình hôm nay mình làm clip này để cho những người là xa quê để lại quê hương của mình. Và đây là cái Đình Khênh của xã Văn Sơn của mình. Thiệu với mọi người, đây là xóm Răng nhá mọi người nhá. Với tất cả mọi người nhá, bây giờ mình đang ở chỗ ngã ba của giữa ba xóm, xóm Răng, xóm Thiển và xóm Khụ. Là chỗ ngã ba này là mọi người là hàng ngày thì người sẽ hay có cái chợ buổi tối để bán cái thức ăn cho người dân ở đây. Và bây giờ cũng thực hiện mùa Covid là mọi người đi chợ nó cũng ít đi và thực hiện chung theo của chính sách của nhà nước là không tụ tập đông người ở giữa chỗ chợ.
và hôm nay mình cũng làm cái clip này để cũng nói lên là cùng chung tay với tất cả mọi người. Đây, xin giới thiệu với mọi người, đây là điểm đầu tiên của làng mình nha. Sẽ bước vào làng mình và xuất phát là từ chỗ này nha các bạn nhé. Bảo là đây đang cởi da thuồng thôi.
Home Tony bye.